Chiến dịch đường số 4 Cao Bắc Lạng tiến công từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 1949. Đường số 4 là tuyến đường giao thông quan trọng bậc nhất của vùng chiến lược Cao Bắc Lạng và Đông Bắc Bắc Bộ. Tuyến đường dài 420 km chạy dọc theo biên giới Việt Trung. Địa hình rất hiểm trở, có núi cao, rừng rậm hai bên đường. Có rất nhiều suối và ba con sông lớn Kỳ Cùng, Bắc Giang và Bằng Giang chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Cùng với hướng của đường 4 nên phải có những cây cầu lớn để vượt qua như là cầu Bản Trại, cầu Pò Lồi. Xen giữa vùng núi lại có những cánh đồng lúa khá màu mỡ như Bắc Bắc, Phúc Thái. Sau chiến dịch Việt Bắc 1947, địch tăng cường chiếm đóng trên đường 4 để thực hiện âm mưu phong tỏa biên giới, cô lập cách mạng Việt Nam. Chúng đã chiếm đóng trên 80 vị trí lớn, nhỏ nhưng cũng mới chỉ kiểm soát được những đoạn chính. Để đảm bảo tính độc lập chiến đấu trong một khoảng thời gian nhất định chờ tiếp viện, chúng chia khu biên thùy, Cao Lạng và Đông Bắc ra thành hai phân khu và các tiểu khu. Phân khu Bắc gồm 6 tiểu khu Bắc Cạn, Nguyên Bình, Cao Bằng, An Lai, Đông Khê, Thất Khê. Phân khu Đông Bắc gồm 4 tiểu khu Lạng Sơn, Tiên Yên, Móng Cái, Lộc Bình và An Châu. Những vị trí quan trọng, tỷ lệ lính Âu Phi chiếm 60%, còn phần lớn lực lượng ngụy chiếm 70-80% trong các tiểu khu. Bước sang năm 1949, chúng tăng cường quân lực cho các vị trí quan trọng. Lộc Bình tập trung 600 quân, Lạng Sơn tăng thêm 200 lính Maroc. Đồng thời thực hiện thay quân Pháp Algeri cho quân ngụy ở một số cứ điểm, thuyên chuyển quân trên dọc đường 4 và khu vực Lạng Sơn về đỉnh Lập, An Châu. Tăng cường máy bay bắn phá những nơi nghi có quân ta để phá công tác chuẩn bị của ta. Xây thêm lô cốt cố thủ, đào thêm hào, rào kẽm gai, trông mìn và mở các cuộc càn quét ra xung quanh các cứ điểm, tăng cường công tác bảo vệ vận chuyển trên dọc đường số 4. Chúng kết hợp giữa khủng bố kìm kẹp với mua chuộc, lập xứ Nùng tự trị để chia rẽ và lợi dụng đồng bào các dân tộc. Về phía ta, sau năm tác chiến 1948, trình độ của bộ đội tiến bộ rõ rệt, thế cầm cự ngày càng có lợi cho ta. Bên cạnh đó, quân giải phóng Trung Quốc đang ồ ạt tiến xuống Hoa Nam. Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc chuẩn bị cho tổng phản công. Để mở đà chiến thắng cho năm 1949, từng bước phá tan âm mưu phong tỏa biên giới của địch. Theo chỉ thị của Đại tướng Tổng Tư lệnh, Liên khu 1 quyết định mở chiến dịch Cao Lạng và Đông Bắc. Hướng chính là đường số 4 từ Cao Bằng đến Lạng Sơn, dài gần 100 km. Hướng thứ yếu là Đông Bắc, nhằm mục đích tiêu diệt sinh lực địch, tiêu diệt một số cứ điểm trên đường số 4 đoạn Cao Lạng, tổ chức các trận phục kích lớn trên đường 4, kết hợp đánh phá giao thông làm tê liệt đường số 4, tổng phá ngụy binh và hội tề, kết hợp phát động chiến tranh nhân dân trên toàn tuyến, bức địch phải rút khỏi thị xã Bắc Cạn. Khu vực tiến công chủ yếu là Thất Khê, Na Sầm. Phương châm tác chiến là kết hợp tác chiến du kích với tác chiến vận động, tập trung tiêu diệt một số cứ điểm, nơi có nhiều ngụy binh thì kết hợp tác chiến với địch vận. Đánh phục kích lớn kết hợp với phá cầu cống và các quãng đường hiểm trở để triệt tiếp tế của địch, tích cực bắn máy bay và phát triển đánh địa lôi. Lực lượng tham gia chiến dịch: 3 trung đoàn bộ binh của liên khu 28, 72, 74, 4 tiểu đoàn bộ binh 29, 35, 23 và 18, tiểu đoàn pháo binh 410 do đồng chí Doãn Tuế tiểu đoàn trưởng, Nguyễn Đình Ước làm chính trị viên, 2 đại đội trợ chiến và 1 đại đội công binh của bộ. Tiểu đoàn địa phương 517 và dân quân du kích 3 tỉnh Cao Bắc Lạng. Chiến dịch được tổ chức thành 3 mặt trận: mặt trận đường số 4, tức là mặt trận 4, Cao Bằng mặt trận 1 và Bắc Cạn mặt trận 1 bis, trong đó chủ yếu là mặt trận 4. Phối hợp với chiến dịch Cao Bắc Lạng là chiến dịch Đông Bắc mặt trận 2, Trung Du mặt trận 3 và Liên khu 3 mặt trận đường số 5. Chỉ huy chiến dịch: Tư lệnh Đào Văn Trường, Chính ủy Hà Kế Tấn. Về công tác chuẩn bị, việc thành lập cơ quan chỉ huy chiến dịch tiến hành chậm do sự đóng góp người của hai trung đoàn 308 và 28 của Liên khu 1 và của Bộ Tổng Tư lệnh chậm. 15 ngày trước giờ nổ súng, việc tổ chức cơ quan chiến dịch vẫn chưa thật chu đáo nên chưa khắc phục được tình trạng thiếu ăn khớp trong hiệp đồng công tác giữa các cơ quan. Song, do sự nỗ lực cao của cán bộ nên công tác chuẩn bị cũng làm được nhiều việc cơ bản. Về chính trị thì đã tiến hành động viên, giáo dục mục đích, ý nghĩa của chiến dịch, nhiệm vụ chiến đấu của các đơn vị, phát động phong trào thi đua, giết giặc lập công và tổ chức cuộc vận động,
giữ vững quân số, giữ bí mật. Từng người, từng đơn vị chủ động làm công tác chuẩn bị, tăng cường huấn luyện để đồng hóa tân binh, cựu binh, mở rộng dân chủ, bàn cách đánh. Đặc biệt đã tích cực phối hợp với cơ quan, chính quyền và đảng bộ các địa phương làm công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân. Nhờ đó đã phát động được chiến tranh du kích rộng khắp trong địa bàn chiến dịch, góp phần rất đáng kể vào thắng lợi của chiến dịch. Cũng nhờ đó, mặc dù trước giờ nổ súng, công tác cung cấp mới đảm bảo được 1/4 số lương thực theo yêu cầu, nhưng nhân dân vùng Cao Bắc Lạng đã tình nguyện đóng góp kể cả thóc giống nên đã giải quyết kịp thời khó khăn với lương thực, không để ảnh hưởng đến chiến dịch. Các đơn vị được bổ sung quân số, kiện toàn cơ quan chỉ huy và củng cố, bổ sung, bảo đảm về thông tin liên lạc. Bộ đội tập trung huấn luyện các khoa mục vượt chướng ngại, xung phong, bộc phá, đánh đồn ban ngày và ban đêm. Cán bộ tập huấn phương pháp chỉ huy tác chiến, hiệp đồng binh chủng và cách sử dụng các loại súng, pháo cối mới được trang bị. Bộ đội được trang bị đầy đủ những vũ khí cá nhân cần thiết như là lựu đạn, bộc phá, lưỡi lê, mìn, địa lôi. Vì thời gian gấp, chiến dịch dự kiến diễn ra trên một không gian dài, địa hình phức tạp, nên công tác chuẩn bị chiến trường đã tập trung vào hướng chính, những vị trí trọng điểm. Do đó, trước ngày nổ súng, ta đã nắm được tương đối đầy đủ về các vị trí, bản trại, Đèo Khánh, Thất Khê, Lũng Phầy. Bộ chỉ huy chiến dịch đã biết kết hợp chặt chẽ giữa sử dụng thống nhất lực lượng quân báo có trong tay với việc vận dụng hiệu quả làm công tác địch vận, làm mật giao nội ứng để bổ sung cho việc nắm tình hình địch, đặc biệt thành công ở các khu vực Thoát Lãng, Văn Uyên và Tràng Định. Bộ chỉ huy đã cử 5 cán bộ chuyên trách nắm và tổ chức hệ thống thông tin liên lạc chiến dịch, mạng vô tuyến điện từ bộ chỉ huy chiến dịch tới các trung đoàn, tiểu đoàn, mạng lưới hữu tuyến điện từ bộ chỉ huy tới Hội Hoan, Văn Mịch, Đầm He. Các tiểu đoàn đã có tổ chức và hướng dẫn cụ thể về liên lạc hỏa tốc, các đội ký hiệu bằng kèn, cờ đèn. Do đó, đã khắc phục được tình trạng thiếu phương tiện thông tin, đảm bảo tương đối kịp thời sự chỉ đạo, chỉ huy của bộ chỉ huy chiến dịch. Chiến dịch được chia làm 2 đợt. Đợt 1, từ 15 tháng 3 đến 24 tháng 4. Trước đó thì ngày 4 tháng 3, chiến dịch Đông Bắc 2 nổ súng bằng trận phục kích diệt hoàn toàn đoàn xe của địch tại Điền Xá và trận tập kích đồn Ba San, Đông Bắc Lạng Sơn. Trận đánh đã thu hút và đánh lạc hướng địch. 16 giờ ngày 15 tháng 3, bộ đội Đông Khê chặn đánh đoàn xe vận tải 96 chiếc từ Cao Bằng xuống. Chúng thiệt hại một số phải dừng lại ở Đông Khê. 24 giờ 30 ngày 15 tháng 3, ta tiến công Na Sầm mở màn chiến dịch. Tuy không diệt được đồn, nhưng đã tạo điều kiện cho quân dân huyện Thoát Lãng phát động chiến tranh du kích. 1 giờ ngày 16 tháng 3, ta tiêu diệt đồn Bản Trại và Đèo Khách, phá sập cầu Bản Trại, đồng thời đánh phá vị trí Bông Lau và Thất Khê. Tên đại tá Vi Ke chỉ huy liên khu biên giới phải đi Tiên Yên thu thập cơ giới và công binh. Đến 31 tháng 3, chúng mới chữa xong cầu Bản Trại. Hai ngày 20 và 21 tháng 3, chủ lực ta chuyển sang đánh đồn Bản Ne và Nà Lèng, làm cho các vị trí Pò Mã, Pò Piao, Đông Bắc Thất Khê lung lay. Ngày 30 tháng 3 và 3 tháng 4, ta tiến đánh thị xã Lạng Sơn và trường bay Mai Pha. Ngày 10 tháng 4, ta phục kích tiêu diệt đoàn xe tiếp tế trên đường Đông Khê - Phục Hòa. Ngày 14 tháng 4, ta tiến công thị xã Cao Bằng. Quân địch lúng túng đối phó khắp nơi, phải rút bỏ vị trí Bình Nhi và Nà Mần. Chiến tranh du kích cũng phát triển từ Thoát Lãng đến Tràng Định, đánh trả địch trên đường số 4 và vây hãm các đồn bốt nhỏ. Ngày nào địch cũng bị thương vong, cơ giới bị phá hủy. Ngày 24 tháng 4, đợt 1 của chiến dịch kết thúc. Quân địch thiết lập lại đồn Bản Trại, tăng cường công sự, lô cốt, vật cản và phương tiện ở các vị trí, quyết cố thủ chiếm đóng vùng biên thùy. Phía ta, phong trào chiến tranh du kích phát triển rộng rãi trên các huyện Tràng Định, Thoát Lãng, Văn Uyên, Cao Lộc. Khu tự do Ba Son được mở rộng về phía Bản Sam, Nà Lèng, Bảo Lam, hình thành thế bao vây thị xã Lạng Sơn. Khu Chi Lăng cũng trở thành địa bàn hoạt động của quân ta. Đợt 2, từ 25 đến 30 tháng 4. Ngày 25, ta thực hiện trận phục kích lớn đánh đoàn xe 114 chiếc trên đoạn Bông Lau Lũng Phầy 15 km, phá hủy 53 xe vận tải, diệt và bắt hơn 500 lính Âu Phi, bắn bị thương 2 máy bay, phá tan đồn Dốc Na, Lũng Phầy mới của địch. Ngày 27 tháng 4, bộ đội Cao Bằng tiêu diệt đồn Bản Pát trên đường Cao Bằng Trà Lĩnh. Ta phát động chiến tranh du kích ở khắp nơi. Các huyện Thoát Lãng, Tràng Định, Văn Uyên, Cao Lộc ngày nào cũng có trận phục kích nhỏ, đánh địa lôi chim sẻ, quấy rối địch.
gây cho chúng nhiều thiệt hại và ngày càng hoang mang. Ngày 30 tháng 4, địch buộc phải rút khỏi đồn Pò Mã và Pò Piao, ta kết thúc chiến dịch. Kết quả là ta tiêu diệt 4 vị trí, bước rút 6 vị trí, đánh tiêu hao 9 vị trí, diệt 665 địch, có 2 quan 3, 1 quan 2, 24 sĩ quan, làm bị thương 568 tên, có 2 quan 3, 1 quan 1 và 9 sĩ quan, bắt 160 tên, phá hủy 80 xe cơ giới, đánh hỏng 18 chiếc khác, đốt 3 kho và 498 thùng xăng, phá hủy 2 kho lương thực, 2 kho vũ khí, bắn trọng thương 2 máy bay, phá hủy 12 cầu, cắt 43.747 mét dây điện thoại, phá 24 quãng đường. Với 1.324 hố chữ nhật, ta thu 15 đại liên, 4 trọng liên 12,7, 18 trung liên, 11 súng cối, 2 súng chống cơ giới Piat và nhiều vũ khí đạn dược, quân trang quân dụng. Ta hy sinh 50 người, có 3 dân thường, bị thương 150 người và hỏng 1 súng máy. So với các chiến dịch trước, chiến dịch đường số 4 Cao Bắc Lạng có bước tiến bộ mới, thể hiện ở nghệ thuật nghi binh lừa địch, thu hút phân tán lực lượng chúng ra hướng khác, bảo đảm chắc thắng cho hướng chính. Nghệ thuật điều hành chiến dịch chọn đúng khu vực tiến công chủ yếu là Thất Khê, Na Sầm, đúng mục tiêu mở màn cũng như việc điều chỉnh lực lượng giữa đánh địch vận động và đánh địch trong vị trí, nhất là ở đợt 2. Ta đã giữ được quyền chủ động chiến dịch từ khi mở màn cho đến khi kết thúc, đã thực hiện được yêu cầu tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, tiêu diệt và bức rút nhiều vị trí, phá sập một số cầu quan trọng trên đường số 4 Bản Trại, phá hủy được nhiều phương tiện vận tải, thu nhiều vũ khí và trang bị của địch, buộc chúng phải dùng cả một trung đoàn Âu Phi làm lực lượng hộ thống các đoàn công voa trên đường số 4. Bước chuẩn bị và công tác hậu cần chiến dịch thực hiện khá chu đáo. Nhưng chiến dịch chưa đạt được mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu là làm tê liệt đường số 4. Cấp chiến dịch chưa quán triệt đầy đủ nhiệm vụ cắt đứt đường số 4, chưa chọn cách đánh phù hợp với khả năng, trình độ của bộ đội lúc này là phục kích có lợi hơn tập kích, nhằm phá cầu đường, bắn tỉa, bẫy mìn, địa lôi trên trục giao thông. Hiện tượng ham đánh đồn còn phổ biến, đánh điểm chưa gắn chặt với diệt viện, trong khi địch vẫn vận chuyển tiếp tế mà cả một trung đoàn đánh phục kích. Hơn một tháng rưỡi chỉ đánh được 2 trận vào 15 tháng 3 và 25 tháng 4, có hiệu suất cao. Sau ít ngày thì ta để cho địch bịt được cả đồn và cầu Bản Trại. Là rõ ràng ta không phát huy được kết quả của trận khêu ngòi, bộ đội bỏ lỡ nhiều cơ hội diệt địch khi chúng cơ động trên trục lộ bên ngoài công sự.